hợp bảo hiểm y tế Astiva vừa mới khai trương văn phòng tại thành phố Santa Ana. Đây là văn phòng thứ tư trong hệ thống tổ hợp bảo hiểm y tế Astiva tại vùng Nam California, đánh dấu sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Astiva. Thành phố Santa Ana là nơi có rất đông cư dân gốc Việt và cộng đồng người Mỹ, gốc Latino. Thưa quý vị, trong ngày khai trương ngày hôm nay, một cái văn phòng tại thành phố Santa Ana thì chúng tôi gặp tất cả các anh chị em trong tổ hợp bảo hiểm y tế Astiva. Và đây là John, là Marketing Manager. Xin anh John giới thiệu các thành viên và nói về cái buổi khai trương hôm nay, thưa anh. Xin chào anh. Bên đây là em có chị Trang. Chị Trang là lo về cái văn phòng tại Western Sturgeon Bosa, cái bên nhà hàng thành Mỹ. Thành viên mà mỗi tháng đến lấy tiền đi chợ và đến ghi danh thì gặp chị Trang. Wow. Đây là chị Dung và chị Haley, là hai agent của công ty. Quý vị nào cần, quý vị nào chưa có là thành viên của Steve, xin liên lạc với bên Steve và sẽ được gặp chị Dung và chị Haley đến để ghi danh cho quý vị. Nói tiếng Việt không anh? Dạ vâng, nói tiếng Việt. Tất cả đều tiếng Việt hết để phục vụ cộng đồng người Việt tại đây. Công ty bảo hiểm Astiva là một công ty bảo hiểm y tế chuyên chăm lo cho các hội viên trên 65 tuổi. Các bác nào mình đang nghe đài mà mình đã 65 hoặc đang có Medicare, Medicaid thì hãy gọi vào cho Astiva hôm nay để các em, các anh, các chị ở đây có thể giúp các bác. Lý do vì sao mà hôm nay Astiva mở thêm một cái văn phòng phục vụ thành viên ngay trên đường Santa Ana vì muốn phục vụ các bác, những các bác nào gần xa mà đang ở trong vùng Santa Ana. Các bác có thể tới đây bất cứ lúc nào để Astiva hoặc là các bác các cô ở đây có thể giúp được các bác ạ. Hôm nay khai trương thì mình có gì cho các bác ạ, chị Trang ha? Dạ, thưa anh, điều đầu tiên là Trang xin kính chào quý vị khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Một điều rất là vui là các bác mặc dù còn rất là sớm hơn cái giờ dự định là 11 giờ đã bắt đầu, nhưng mà mọi người đã tấp nập ở ngoài đây rồi. Ngoài thức ăn của người Việt Nam, quà của người Việt Nam, còn có đặc biệt là món ăn của cộng đồng bạn, tức là người mình gọi nó tắt là người Mễ hả anh hả? À, dạ. Barbecue dạ vâng, vân vân và vân vân. Chút xíu ngoài thưởng thức thức ăn, mình còn có dàn nhạc của những người cộng đồng bạn nữa. Dạ, mời các bác nào đang nghe chương trình của chúng tôi, của công ty bảo hiểm Astiva hôm nay khai trương một nơi rất gần gũi với cộng đồng Việt Nam. Sở dĩ công ty bảo hiểm Astiva mở thêm một chi nhánh nữa là vì quá đông đúc các bác đến để lấy những cái quyền lợi của mình, như là thiếu đi chợ 70 đồng mỗi tháng và thuốc không theo toa 50 đồng. Ngoài ra còn nhiều những phúc lợi khác nữa. Cho nên chúng tôi mở ra một văn phòng nữa để mà giúp đỡ và phục vụ quý vị rất là tiện nghi và thuận lợi ạ. Hay quá chị. Dạ, Trang ơi. Dạ, vâng. Anh thấy đó là mỗi lần mà văn phòng mở một cái địa điểm nào đó thì cái văn phòng đó giống như là trở thành một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, chứ không phải là chỉ vấn đề là một cái văn phòng đại diện cho tổ hợp y tế không. Không, thưa em làm sao hay vậy? Thì với cái quan điểm là tụi em là lúc nào cũng muốn giúp các bác, là mình vui khỏe sống, mình trẻ mình thì mình tới với Astiva để tụi em lúc nào cũng thách khe. Và đặc biệt đó là với cái cộng đồng người Việt của mình á, thì những cái chương trình mà tới sẽ có người tiếng Việt giúp cho các bác. Nếu mà các bác không có hiểu cái gì, những cái ladder, những cái vấn đề về các bác cần về bên Medicare, tới tụi em đều giúp được. Hoặc là những cái bác nào muốn ghi danh á, mà nếu mà không có cái điều kiện xe cổ tới thì tụi em vẫn có các anh tài xế người Việt nè lái chiếc xe Astiva rất là an tâm tận tình và chở các bác tới tận Astiva Center để giúp các bác là đăng ký ghi danh vào Astiva để nhận ngay tiền đi chợ. Wow. Ngoài những món ăn ngon chiêu đãi quan khách, còn có những quà tặng giá trị cho khách mời là thành viên của tổ hợp. Trong buổi khai trương chi nhánh tại đây, một không khí tươi vui, mang đậm chất Mexico trong cả ẩm thực lẫn các ca khúc, giai điệu phục vụ khán giả. Điều này dường như nói lên sự hòa nhập trong phong cách phục vụ sắp tới của tổ hợp bảo hiểm Astiva vào cộng đồng người gốc Mexico. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Rất đông quý vị dân cử, cũng như những người đại diện, các văn phòng dân cử đến, gửi lời chúc mừng và trao tặng các bằng tưởng lục. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của dân biểu tiểu bang Cali, Trí Tạ, thị trưởng Westminster Charlie Trí Nguyễn, luật sư Trần Thái Văn, các vị dân cử Santa Ana, cũng như đại diện văn phòng, dân biểu liên bang Michelle Steele.
Hello everyone. Thank you very much. On behalf of Astiva, I would like to thank all of you for spending this beautiful Saturday morning with us in this grand opening of our activity center in Santa Ana. My name is Dr. Thuy Nguyen. I'm a co-founder and the CEO of Astiva, a medical advantage full service health plan in Southern California. So with all of that, I would like to thank all of you. I believe that we are all here today because we share the mission of bringing good life, good health, and happiness to the seniors. And I would like to take this opportunity to thank the local government, the providers, our business partners for your wonderful cooperation. Together we will succeed in this wonderful mission. Thank you very much. And also thank you for our staff for putting this all together. Thank you again. Okay, thank you very much, City of Santa Ana. Thank you. I'd like to extend a congratulations to Astiva for their strong commitment in their serving the community. And if you can help Dr. Tree with a certificate. Chúng ta hân hạnh có được một chi nhánh khác của Astiva để phục vụ cho người dân ở đây nói chung và người Việt Nam của chúng ta nói riêng. Chúng tôi rất hân hạnh là được ở đây cùng với nghị viên Amy Fan West, là người cũng là trong cái địa hạt 1 của thành phố Westminster, được tham dự trong buổi ngày hôm nay. And side by me, the mayor, Chi Charlingwen, and together with me right here is Amy Fan West, council member, District 1. So congratulations. Thank you so much for providing the healthcare to our community, and thank you. We appreciate you guys, and we wish you luck in advancing throughout, up and down the state of California and across this country. Thank you. Thank you. Okay, so again, get comfortable for quick pictures. Look at the cameras. 1, 2, 3. Okay, thank you, Westminster, very much. Congratulations, your grand opening. We hope that there are many more offices to come, and hopefully the next one should be able to be here. So again, congratulations, and thank you so much for all you do for the communities. One, two, three. Yeah! Thank you very much. Thank you very much. We have a lot of food. We have music. Thưa tất cả quý vị, vấn đề y tế vẫn là cái vấn đề, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu trong cái đời sống con người tại Mỹ. Thành ra, cái việc mà công ty Astiva đã khai trương trong ngày hôm nay đó, phải nói là chúng tôi rất là hãnh diện, rất là vui. Và xin chúc mừng công ty Astiva sẽ mãi mãi thăng tiến, tạo niềm tin cho cộng đồng và cư dân. Đây là cái trung tâm sinh học thứ tư của công ty Astiva, và chúng tôi như anh nói, hy vọng là chúng tôi sẽ cố gắng mở nhiều hơn. Ở mỗi khu vực sẽ có một văn phòng giống như vậy. Cái văn phòng như vậy nó kêu là Activity Center, là quý vị đồng hương có thể tới đây có thể có những cái hoạt động vui vẻ, trao đổi, có những phúc lợi chúng tôi có thể mang lại cho quý vị ở đây. Thì chúng tôi rất là cảm ơn, là tại vì nó có chắc là có cái sự gần gũi, cái đồng hương mình Việt Nam với nhau. Thành ra chúng tôi nhận được cái sự hưởng ứng rất là tốt của cộng đồng, thì chúng tôi rất là cảm ơn. Thì cái đó mình thật ra Việt Nam mình với nhau thì mình có sự thông hiểu, mình có những cái chia sẻ với nhau, nhưng mà cùng với nhau mình có cái tự hào, mình nghĩ là người Việt Nam mình làm việc được và mình sẽ làm việc tốt, tức là mình phải kêu hãnh về cái nguồn gốc của mình và những cái gì mình có thể làm được. Yeah. Như dân biểu Trí Tạ chia sẻ, sức khỏe là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của người dân Hoa Kỳ. Thêm được một tổ hợp chăm sóc sức khỏe của người Việt uy tín trong cộng đồng là thêm một cơ hội và hy vọng tốt đẹp cho an sinh của bà con cao niên gốc Việt nói riêng và các cộng đồng bạn nói chung. Mong sao Astiva sẽ ngày càng phát triển, mạnh mẽ và luôn được tín nhiệm với bề dày gây dựng uy tín của mình trong cộng đồng suốt thời gian qua. Nhóm phóng viên Lít Đô Sài Gòn TV tường thuật từ thành phố Santa Ana.